Có bạn nữ nào ở đây quan tâm đến hồng ở trong nước hoa hay không? Nếu như có thì đây là video dành cho các bạn. Còn các bạn nam đang có ý định tắt video này đi thì từ từ đã. Tại vì trong đây cũng có vài mùi hương dùng được cả cho nam lẫn nữ. Nên là vì thế thì hãy xem hết video của mình nha. Và mình rất cảm ơn Alan đã tài trợ cho mình vài chai nước hoa ở đây để có thể làm video này tốt hơn. Và nếu như bạn nào đang quan tâm đến những cái sản phẩm nước hoa thì có thể tham khảo cái shop của Alan ở phía dưới, link phần ở dưới mô tả nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Trước khi vào cái tên đầu tiên thì mình muốn chia sẻ một chút về hồng. Hai loại hồng thường được sử dụng ở trong nước hoa đó là hồng Damask, thường được trồng phổ biến ở Bulgari cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ. Và một loại hồng nữa đó là hoa hồng tháng 5, thường được trồng ở Goy, Pháp. Và với cái tay nghề, với cái mũi của những nhà điều hương thì hồng được làm rất nhiều khía cạnh khác nhau. Các bạn có thể tìm đến những cái bông hoa hồng rất là đơn giản ở trong nước hoa như là Paul Smith Rose này, mình mới có review này. Các bạn có thể tìm đến hồng với gỗ, với tiêu cay đến từ Lilabo Rose 31. Hoặc là sắp tới thì mình sẽ review Alaro của nhà MFK hay là Doom Rosa. Hồng kết hợp với rượu vang, đó là những cái mùi hồng mà mình rất muốn làm các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình xin phép sẽ giới thiệu các bạn khá là nhiều mùi hồng ở đây. Và mỗi một cái mùi hồng nó mang một cái phong cách khác nhau. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với cái tên đầu tiên, đó là Auro ở Diptyque. Cái thương hiệu Diptyque này thì đã khá là quen thuộc ở thị trường Việt Nam với hai sản phẩm rất là nổi tiếng, đó chính là Đồ Sơn và Tam Đảo. Hai chai nước hoa đó thì mình cũng đã có video review rồi, đây các bạn có thể tìm ở trên kênh của mình nha. Và khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì Auro xuất hiện một cách vô cùng là tươi mát, sáng, xanh. Và các bạn sẽ có liên tưởng tới một cái bông hồng vẫn còn nguyên nụ xanh ấy, chưa nở hẳn. Và một chút chua nhẹ đến từ fruity. Thì cái cảm giác ban đầu này khi mà mình xịt ra ấy, thì mình nghĩ đến cái việc là nếu như hỏi 10 người thấy mùi hương này có ổn không thì mình nghĩ phải tầm 8 đến 9 người nói rằng là mùi hương này ổn. Và về sau thì cái nét chua nó sẽ dịu bớt xuống và bông hồng nó xuất hiện rõ cùng với cái vị ngọt của vải xuất hiện. Nhưng mà cái vị ngọt đây nó không chiếm toàn bộ của sân khấu mà nó đồng hành cùng với hồng, nó mang tới một cái mùi hương xanh này, ngọt nhẹ và nó khá là nhẹ nhàng. Thì với cái top note và một cái bay note như này thì mình đánh giá đây là một cái mùi hương đơn giản. Và đặc biệt là các bạn ngửi nó rất là tự nhiên, nó rất là chân thật chứ không bị kiểu synthetic như một vài mùi hồng khác mà họ làm, họ bị đẩy quá đà thì nó sẽ bị synthetic. Còn đây nó làm rất là cân bằng nên là ngửi nó rất là tự nhiên. Và mùi hương này thì với mình đánh giá là nó không có quá nhiều điểm nổi bật, nhưng mà đôi khi trong một vài phạm trù, vài lĩnh vực thì cái sự đơn giản nó lại mang tới một cái sự thành công nhất định. Nên là với những bạn nữ nào mà thích một cái mùi hồng kết hợp cùng một chút ngọt và ngửi nó phải rất là tự nhiên, chân thật thì các bạn nên thử qua Auro của Diptyque. Đặc biệt là cái thời điểm khuyên dùng của chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ sử dụng được vào trong mùa hè rất là tốt và mùa xuân thu, đó là những cái thời điểm sử dụng ok. Nắng nóng các bạn xịt mùi hương này vẫn rất là ổn. Có một cái điều lưu ý duy nhất đó là về độ bán tỏa chai nước hoa này, thì chai nước hoa này nó tỏa hương còn tầm nửa cánh tay ở ban đầu mới xịt, và về sau nó là mùi skin sen và độ lưu hương ở trên da nó tầm 6 tiếng thôi, nó không quá là tốt. Nên là vì thế nếu như bạn muốn một cái mùi hương bám tỏa tốt như Auro này thì các bạn nên xịt thật nhiều, hoặc là các bạn mang một cái lọ chiết đi để có thể xịt dặm lại đề phòng lúc mùi nó bị kém đi. Ở vị trí số 4 đó chính là Rose No Man's Land của Baedo. Nói qua một chút về cái tên của chai nước hoa này, No Man's Land không phải là vùng đất không có người hay là vùng đất không có đàn ông. Mình có xem rất là nhiều bài review hay là những cái YouTube người ta bạn đi review là đây là bông hồng ở một cái vùng hoang dại, thì không phải như thế. No Man's Land ở đây đó là một cái khu vực đang là chiến tranh, và bông hồng ở đây đó là miêu tả những cái bóng hồng, những cái cô y tá ở những cái tuyến đầu trong trận chiến. Và với một cái chủ đề như vậy thì chắc chắn là hồng ở đây cũng sẽ rất là khác biệt. Khi các bạn xịt Rose No Man's Land này ra thì các bạn sẽ nhận thấy thứ nhất đó là hồng, chắc chắn rồi sẽ có hồng. Thứ hai đó là một cái vị hơi chua, ngọt đến từ hoa quả hơi kiểu lên men một chút. Cái thứ ba đó là một cái nét sắc lạnh đến từ, mình nghĩ rằng là từ tiêu, tại vì nó tạo nên cái hiệu ứng metallic, cái hiệu ứng kim loại ở trong nước hoa. Thì đấy là những cái mà nét mà mình cảm nhận được ở trong chai nước hoa này. Và ngoài ra thì trên da mình nhá, Rose No Man's Land nó còn lên một cái nét hơi ngậy một chút. Thì mình xịt ở trên giấy và mình cũng có tham khảo vài người rất thích chai nước hoa và xịt chai nước hoa này, thì các bạn bảo là các bạn ấy không lên cái nét ngậy. Nên là
Về cái nét ngậy này thì nếu như bạn nào sử dụng qua chai nước hoa này thì có thể bình luận xem là trong chai nước hoa này cái top note nó có hay không nhá. Cái nét metallic của chai nước hoa này thì nếu như bạn nào sử dụng qua chai nước hoa Bulgari Amara Pearl Home thì các bạn sẽ thấy rằng là hai chai nước hoa này nó có chung một cái vibe kiểu như vậy. Dry down của mùi hương này thì cái nét metallic kim loại mà mình vừa nói ở trên nó sẽ biến mất, và bông hồng ở đây được đẩy lên khá nhiều kết hợp cùng một chút ngọt, nó làm cho mùi hương trở nên khá là nhẹ nhàng, mịn màng và rất là nữ tính. Toàn bộ mùi hương này là mình liên tưởng tới hình ảnh của những cô y tá trong cái bộ phim Trận Chiến Châu Cảng ấy. Không biết là các bạn nào đã xem qua cái phim đó chưa? Khi mà quân Nhật bắt đầu ném bom vào những chiếc tàu chiến của Mỹ mà có rất nhiều người lính bị thương, thì những cô y tá ở đây đã nhanh chóng có mặt để sơ cứu cho những người đàn ông ở đó. Và các bạn thấy rằng là người phụ nữ ở đây rất là mạnh mẽ, rất là kiên cường, lạc quan, tích cực. Nhưng mà bên cạnh cái sự lạc quan tích cực đó thì trong những cái bước chạy khá là hối hả thì nó vẫn toát ra được cái vẻ nữ tính, được cái nét rất là xinh đẹp, rất là quyến rũ bởi những cái mái tóc vàng bồng bềnh này, rồi mặc những chiếc áo blue trắng, da trắng, rồi môi được tô son đỏ. Thì đó là một cái nét mà mình nghĩ rằng là chai nước hoa Rose No Man's Land này nó làm ra để tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ vào thời điểm đó, chứ không phải là mang tới hình ảnh của người phụ nữ mặc những chiếc váy khoét sâu ở đùi, ở ngực để phô diễn cái vẻ đẹp kiểu sắc thịt ở trên những quán bar hay là những trên những quán rượu, quán pub. Nên là đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó sẽ cần bạn lựa chọn đúng cái phong cách phù hợp như vậy, hay là dùng cho những cô y tá mà đang trong tuyến đầu chống dịch, những bác sĩ, thì một cái mùi hương rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu nhưng mà nó cũng mang đến một cái hình ảnh vô cùng đẹp. Độ lưu hương của chai nước hoa này thì nó lưu ở trên da khoảng tầm 8 tiếng, rất là ổn. Và về cái độ tỏa hương thì mình thấy là nó tỏa khá là tốt, tầm hơn nửa cánh tay một chút thôi, nhưng mà yên tâm là mùi nó sẽ rất là nhẹ nhàng, không bị khó chịu đâu. Ở vị trí số 3 đó chính là Acqua di Parma Rosa Nobile, một đại diện đến từ Ý. Thì khi xịt cái mùi hương này ra, mình cảm nhận được ngay một cái cảm giác đó là rất là tươi vui, rất là nhí nhảnh đến từ tuổi trẻ. Và mình nhận thấy rằng là những cái sản phẩm đến từ Ý thì họ làm mùi rất là sáng tạo, không bị gò bó phải theo quy luật này, theo quy luật nọ. Và họ rất thích sử dụng những cái nốt hương cam quýt bởi vì đây là đặc sản của họ. Và chắc chắn rồi, ở Rosa Nobile này sẽ có cam quýt ở đoạn mở đầu, và nó sẽ có thêm một cảm giác hơi kiểu the the đến từ bạc hà. Nhưng mà khi mà mình ngửi kỹ lại, cái nét the ở đây nó khá là nhẹ nên là mình đoán là không có bạc hà trong này. Và lúc sau thì sẽ có hồng xuất hiện, nhưng mà hồng xuất hiện đấy không rõ đâu nhá. Và các bạn thấy một cái nét hơi ngầy ngậy, ngọt dịu, thì mình đoán là đến từ hoa trắng kết hợp cùng với một chút sả. Tổng hòa thì mùi hương này không phải là một cái mùi thuần hồng, mà là sự mix blend mùi giữa hồng, giữa hoa trắng và xạ hương. Một cái mùi hương rất đơn giản, trong trẻo, nữ tính, nhẹ nhàng. Và nó sẽ làm các bạn có phần nào đó liên tưởng đến chai nước hoa Rose của Paul Smith này. Chỉ là ở đây nó là một cái phiên bản nâng cấp, nó có điểm chấm phá hơn bởi cái nốt hơi kiểu béo ngậy một chút. Và nó có, mình nghĩ là nó sẽ định hình được cái phong cách cụ thể hơn. Nên là với những bạn nữ nào mà theo cái kiểu phong cách kiểu tiểu thư, kiểu hơi kiểu gia giáo, thanh lịch, rồi thích mặc những chiếc váy sáng màu này, có một chút gì đó kiểu quý phái, thì đây là một cái mùi mình nghĩ là các bạn nên thử, có thể sử dụng làm signature scent khá là ok. Và về cái độ bám tỏa của mùi hương này thì chai nước hoa này nó lưu ở trên da cũng khá là tốt, tầm 7 đến 8 tiếng. Và cái độ tỏa hương của nó chỉ tầm nửa cánh tay thôi, nên là các bạn không phải sợ là nó gây khó chịu, tại vì mình nghĩ là những cô tiểu thư cũng không phải muốn quá nổi bật làm gì cả. Và chúng ta cùng nhau đến với vị trí tiếp theo, đó là một sản phẩm đến từ nhà Solothurn, đó là La Fille de Berlin, hay còn gọi là cô gái đến từ Berlin. Nếu như Rose No Man's Land của Baidu đó là một người phụ nữ, một cô gái ở tuyến đầu rất là mạnh mẽ, rất là tươi sáng, rất là lạc quan, thì La Fille de Berlin lại là một cô gái đến từ thời hiện đại. Và cô gái đây thì có chút gì đó khá là buồn rầu, với một cái combo mở đầu rất là nồng nàn bởi tiêu, bởi hồng này, gia vị gồm có hoắc hương, phong lữ, rồi sả. Nó làm cho cái mùi hương ở đây làm mình liên tưởng tới những cô gái kiểu hơi kiểu bất cần, hơi kiểu cá tính, hay là những cái bông hồng có gai ấy, mà thực sự là các bạn rất là khó để có thể tiếp cận. Và dry down của cái mùi hương này ấy, thì cái nét gia vị nó sẽ dịu xuống, nhưng mà nó không biến mất hoàn toàn, nó vẫn sẽ ngửa đằng sau, và các bạn có thể vẫn ngửi thấy được cái nét gia vị rất là rõ ở phía sau. Và nó sẽ xuất hiện cái nốt ngọt đến từ mật ong, một chút hơi ướt ướt đến từ hoắc hương, nó làm cho cái mùi hương trở nên khá là tối, khá là buồn. Và cái nét hồng ở đây thì nó trở nên kiểu mướt mượt,
rất là có chiều sâu, ngửi cảm giác kiểu nó như những cái bông hồng mà các bạn giải ra, cái bông hồng đỏ ấy mà các bạn xé cánh ra mà nó vẫn còn tươi ấy, ngửi phải gọi là rất là chân thật. Mình không biết là miêu tả thế nào để các bạn cảm nhận được, chỉ biết dùng từ kiểu mướt mượt mượt, không biết là các bạn có miêu tả được không. Nhưng mà đây cũng là cái nét mà mình thích nhất ở chai nước hoa này. Đến cái lúc dry down, khi mà cái hồng kết hợp với mật ong của mấy hoa hương ấy, thì thực sự đây là một cái mùi hương rất là nữ tính, chỉ dành cho nữ thôi. Và mùi hương nó có mang một cái nét kiểu khá là bí ẩn, rất là muốn khám phá. Và cái cô gái rất là bất cần, rất là cá tính ban đầu, khó tiếp xúc, thì gần như là đã gỡ bỏ được cái lớp hàng rào bảo vệ đề phòng với mọi người. Và nó cũng tạo cho mình một cái cảm giác đó là nếu như anh theo đuổi tôi, anh kiên trì, anh trở thành một người đặc biệt trong những người đã từng theo đuổi tôi, anh không từ bỏ, thì anh cũng sẽ nhận được lại những cái điều đặc biệt. Thì cái nét ngọt từ hoa hồng kết hợp mật ong móc hương ở đây, thực sự đó là một cái nét rất là ghi điểm. Chỉ có một cái điều duy nhất mà các bạn cần cân nhắc từ cô gái đến từ Berlin của nhà sơ lưu thong này, đó là với một cái combo hồng với gia vị như vậy, nhưng mà mùi hương này nó lưu không được tốt cho lắm ở trên da. Mình nghĩ là với một cái combo khá nặng đô, có thể nói là nặng đô thành các chị em, thì mùi này nó phải lưu tầm 10 tiếng thì mới ok. Mà trên da mình chỉ được tầm 7 đến 8 tiếng thôi. Và về cái độ tỏa hương thì nó cũng chỉ tầm hơn nửa cánh tay một chút thôi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cái tên cuối cùng, đó là Portrait of Lady của Felix Mayo. Thì đây là một cái mùi hồng mà mình đánh giá là nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với 4 mùi hồng ở đây. Đây là theo cảm nhận cá nhân của mình thôi. Còn nếu mà về độ đính mũi thì mình tin rằng là chai này thì độ đính mũi gần như là nó rất là khó. Và các bạn, khi các bạn xịt cái mùi hương này ra này, thì các bạn nhận thấy mùi combo rất là nồng nàn đến từ gia vị. Đầu tiên đó là cái nét cay ấm đến từ cuối và đính hương, một chút hơi chua, hơi ẩm ướt đến từ hoa hương, và một chút hơi ngọt nhẹ đến từ phút ti. Một chút thôi, cái độ ngọt đây nó không rõ đâu. Và cái combo này bắt đầu nó nhẹ dần, nó như kiểu bước từng bước thang xuống ấy, chứ nó không phải bụp một phát nó biến chuyển, nó mất đi gia vị đâu. Và các bạn có thấy rằng là hồng xuất hiện. Hồng ở đây không phải là tươi sáng, không phải nhộn nhịp, không phải là trẻ trung, mà hồng ở đây nó, các bạn liên tưởng tới một cái bông hồng mà để một cái bông hồng đỏ sẫm, xong rồi để trong một cái background đen xì đấy, hoặc là những cái bông hồng đen ở trong những cái phim ấy. Mùi hồng này thì làm mình liên tưởng tới những cái quý cô mặc những chiếc váy màu đen, rồi trang điểm đậm, đánh son kiểu đỏ thẫm ấy, hay là cái nhân vật mà Angelina Jolie đóng trong phim Maleficent ấy. Đấy, trông rất là kiểu gọi là ác phụ ấy, trông rất là nguy hiểm, nó có gì đó hơi giống mấy cái phim kiểu kinh dị ấy. Thì đây là một cái mùi hồng như vậy. Nhưng mà phải nói rằng là khi mà dry down xuống ấy, thì các bạn sẽ thấy một cái nét ngọt đến từ dâu rừng, strawberry, nó làm cho cái mùi hương ở đây trở nên mềm mại. Nhưng mà mùi kết hợp cùng một chút hơi kiểu dry down, mình ngửi thấy một chút khói nữa. Thực sự đây là một cái mùi hương nó phân định rất rõ là sẽ có người thích và người không thích ngay ở cái top note của nó thôi, rất là nồng nàn về gia vị. Thì mình nghĩ rằng là nếu như bạn đã không thích thì bạn rất khó để thử lại mùi hương này. Nhưng mà khi mà các bạn đã thích cái mùi hương này rồi ấy, thì các bạn sẽ rất là nghiện. Và nếu như các bạn sử dụng làm signature scent ấy, thì các bạn sẽ rất là đặc biệt, khác hoàn toàn so với những người khác. Nên là nếu như bạn nữ nào mà thích cái nhân vật Angelina Jolie đóng trong cái phim Maleficent ấy, thì các bạn có thể tìm kiếm mùi hương này. Mình nghĩ là mùi hương này mà xịt trong cái bộ phim đấy thì nó phải gọi là kiểu hợp đỉnh vãi luôn. Và cuối cùng ở trên da mình ấy, Portrait of Lady này nó vẫn rất là rõ gia vị. Lúc này thì kết hợp thêm một chút khói, một chút ngọt, nó làm cho cái mùi hương ở đây nó có một cái sự gọi là hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Nó giống như kiểu cảm giác ấy, bạn đi xem phim ma, nhưng mà bạn biết rằng là cái đoạn đấy bạn sẽ giật mình, bạn che mắt, bạn sợ, nhưng mà bạn vẫn phải tí ý xem để xem là nó xuất hiện như thế nào. Thì cái sự tò mò, cái sự khơi gợi của mùi hương này nó giống y như cái cảm giác đấy luôn. Thế nên là đôi khi không phải chúng ta chọn nước hoa, mà có những cái mùi hương họ làm ra để họ chọn được người sử dụng. Và khi các bạn sử dụng được cái mùi hương của Portrait of the Lady này rồi, thì mình nghĩ rằng nó phải phù hợp với cái phong cách của các bạn. Còn nếu như các bạn vẫn cố gồng mình để sử dụng được cái mùi hương này thì chắc chắn rồi, nó sẽ không bao giờ phù hợp với các bạn cả. Và em này thì khuyến khích sử dụng vào những ngày trời mưa. Hôm trước trời Hà Nội mưa mình xịt,
mình cứ ngồi mình hít mãi trong cái căn phòng này, mình ôi phê vãi. Và em này thì ngoài trời mưa ra thì sử dụng mùa đông này, còn nếu mà mùa hè thì có lẽ là hơi ngốt, và các bạn phải sử dụng trong môi trường điều hòa. Mùa hè chắc là một short hoặc là hai short vào quần áo thôi là ok rồi. À quên mất, về cái độ bám tỏa trên hoa này thì nó bám khá là tốt, khi mà nó tỏa hương ở trên da mình tầm 2 tiếng đầu hơn một cánh tay, và về sau thì nó tầm được cánh tay quay đầu, nhưng mà mùi nó vẫn rất là rõ ràng. Và cái độ lưu hương thì phải nói rằng là tầm 8 đến 10 tiếng, tầm 10 tiếng rất là ok. Và vừa rồi đó là 5 gợi ý của mình về những chai nước hoa có mùi hoa hồng mà các bạn có thể tham khảo. Mỗi chai nó là một cái phong cách khác nhau, từ những cái chai rất là dễ ngửi cho đến những cái chai khá là hardcore, và các bạn có thể tham khảo những cái mùi hương này. Còn nếu như ai đã sử dụng qua những chai nước hoa này thì các bạn hãy bình luận bên dưới để cho mình cùng biết. Đừng quên việc like, share như là ấn vào nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.